Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, có 27 bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng do bị ngộ độc thực phẩm. Tất cả những bệnh nhân này đều có ăn bánh mì ở tiệm Thanh Thu, đường Lê Văn Hiếu, quận Ngũ Hành Sơn trong ngày 23 tháng 5. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm thứ 3 trong năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do ăn bánh mì. Theo khuyến cáo của các chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các loại thực phẩm chế biến sẵn, trong đó có bánh mì, không được bảo quản tốt, rất dễ bị ôi thiêu, nấm mốc, nguy cơ gây ngộ độc rất cao.